Xin chào quý vị. Không khí lạnh yếu đi nên miền Bắc chuyển dần sang trạng thái ấm và ẩm hơn. Đêm nay, nền nhiệt nhích nhẹ lên mức 14 đến 17 độ ở vùng đồng bằng, 11 đến 14 độ ở vùng trung du. Một số nơi vùng núi vẫn dưới 10 độ. Tuy nhiên đáng lưu ý là hiện tượng sương mù gia tăng vào đêm và sáng sớm khiến cho tầm nhìn xa bị suy giảm mạnh, nhất là trong khoảng từ 4 đến 8 giờ sáng. Sương mù xuất hiện cả vùng núi lẫn đồng bằng sẽ cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông đi lại. Ngoài ra, sương mù tại các thành phố lớn sẽ giữ lại lượng khói bụi trong lớp bề mặt, khiến cho chất lượng không khí cũng xấu đi. Quý vị và bà con nên dùng khẩu trang khi di chuyển ngoài trời và đề phòng với các bệnh đường hô hấp. Sau buổi sáng có sương mù trời rét, từ khoảng sau 8 giờ miền Bắc sẽ chuyển ít mây, nắng sớm, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai từ 22 đến 25 độ. Lai Châu, Điện Biên có nơi nhiệt độ cao 25 độ, như vậy là trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Tương tự với Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều có nắng, nhiệt độ cũng tăng dần, với nhiệt độ thấp nhất về đêm khoảng 15 đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên, Khánh Hòa, trời còn khá nhiều mây, có mưa rào cắt quãng với lượng không nhiều, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất khoảng 24 đến 27 độ. Hai tỉnh phía Nam Trung Bộ là Ninh Thuận và Bình Thuận, trời nắng ráo ít mưa và nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì tiết trời nắng ráo đặc trưng của mùa khô, với nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ tại Tây Nguyên và 31 đến 34 độ tại Nam Bộ. Thưa bà con, Festival Hoa Kiểng Sa Đéc lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1 năm 2024 là dịp để du khách tận hưởng không khí Tết, tận mắt chiêm ngưỡng khoảng 2.000 loại hoa khoe sắc. Tính đến năm 2023, diện tích hoa kiểng ở Sa Đéc trên 950 ha, có hơn 4.000 hộ với hàng chục ngàn người vun trồng, sản xuất, kinh doanh hoa kiểng, cung cấp sản phẩm quanh năm cho nhiều vùng trong cả nước và xuất khẩu sang nước ngoài. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin Thời tiết nghiệp vụ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.